Chào Dũng nha. Em chào anh. Ổn không chị? Khỏe không Dũng? Dạ khỏe anh. Cháy nè chị. Khỏe hả? Dạ. Bữa nay có làm đâu, khỏe mưa không? Bữa nay mưa không hả? Dạ. Có ạ. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em. Trời dạ, con chào ông bà, cô chú, anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Rồi, trời ơi, Dũng mới vừa ăn bắp nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chưa kịp hết trái bắp luôn á trời. Chưa kịp hết trái bắp. Tôi đi 6 anh. Em đang ở 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10. Vừa sầu riêng hiếu gì á. 350 chị, 353, 350 á chị. Dạ, 31kg này hơn 1kg đó chị. Nấu rõ ràng để thôi chị nghĩ vô 31kg là sao. À, thấy cân. Rồi, 35 khó tiền đúng không ạ? Rồi, ăn sao anh trai? Rồi, 35. Ê, bậy à, 35 hồi 150. Rồi, làm quà có cái nào ăn ngon. Ủa, khi nào anh ăn? Ờ, nay về thì mai ăn. Mà ngon vậy là giờ mà lấy thêm tiền tây đi, tây xong 3 ký để mua đem về á. Chúng là loài nào ngon tiền bạc không là chủ đề đúng không? Tại đem về đó là nguy hiểm, tại cái nhà công nó hay lỗ nhiều á. Tôi ở đây có gì ba bù có công đi về không có ba bù được. Trái đem về không mua từ 4 ngày ăn hay? Mấy ngày đi ăn? 4. Dạ. Mấy ngày ăn cũng được. Lấy nhà miền tây đi. Đây là 103 ký. 103 ký. Ngon là được. Ngon là được. Tối nay không mai nè. Mai ăn đi chị. Cái đó chắc tối nay ăn nổi đâu. Mai nè. Dạ. Dạ 130 một miếng vỏ vậy. Còn cơm thì 306. Okay. Bà chủ xuất hiện cũng như là thấy bà chủ không nói nên lời. Hiện tại là cái đống cơm sầu riêng nằm ở ngoài giữa đường kia. Sao để nó hư dữ vậy nha Trúc? À. Trời ơi, mấy chục triệu á. Mấy chục triệu. Hả? À. Đó, rồi xe rác tới để xem thử như thế nào. Đau lòng quá đi thôi. Trời ơi. Cái được không vậy? Rồi chị cho chị đó rồi em cốc rồi. Rồi chị đó là có ai? Đó đó chị có chốt không? Rồi, còn thêm chai nhỏ đó sao? Ông bà cô chú anh chị và các bạn thấy ông Nguyên đóng sầu riêng bị hư luôn á. Bỏ tiền triệu luôn á. Mấy chục triệu á. Dạ. Buôn bán. Ai cũng có nỗi khổ quá thấy không? Dạ. Thấy người ta bán vậy. Dạ, đúng rồi. Thấy bỏ chị thấy bỏ không? Nguyên đóng sầu riêng luôn. Đóng cơm sầu riêng. Bỏ vậy mấy người đổ rác cũng khổ. Trời. Bỏ vậy mấy cô mà chị đổ rác chứ chị cũng khổ. Trời ơi, đó. Hôm nay cái video rất là đặc biệt luôn. Em quay cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem. Rất là cô chị đổ rác nó là chị cũng khổ nữa kìa. Dạ. Bịch to dữ vậy kìa. Ê, tôi bó bịch nhỏ thôi nha. Nặng dữ luôn. Trời ơi. Kêu mai mốt nữa là bả khóc luôn á. Dạ. Dạ, đúng rồi, nhỏ nhỏ. Trời ơi. Nói chung là khổ quá đi thôi hả? Rồi nó bị hư. Đông luôn. Đó, đạn có ra phụ. Đau lòng quá đi trời hả? Dạ, thấy cảnh không? Đó, đạt lên. Mấy trăm ký á ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chuyến này là bà chủ chỉ công trong vòng một đêm bà chủ mất mấy chục triệu.
rác lên đạt rồi. Ờ à, đúng rồi, mình chạy chiếc khiên cũng nổi. Thoát. Bên trong kia là khách đang đứng mua sầu riêng. Còn đông đá luôn á chứ. Video rất là đặc biệt, tại sao mà em phải quay nha. Để trong kia thì khách đang tới mua sầu riêng đó, nhưng mà em sẵn đây là em quay bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa mấy năm rồi đó, bữa nay em gặp trường hợp này đó. Gặp trường hợp nói chung là rất là sao hả, chị chở hai lần hả à? Chứ nặng lắm, mấy trăm ký mà. Khách thì đang vô quá trời luôn rồi, bà cô chú anh chị. Sài Gòn hôm nay trời mưa. Lum luôn. Bởi vậy. Chị khách nói nha ông bà cô chú. Chủ không có cho tiền cậu đâu à. Đây. Rồi lưỡi lam, ra không có tiền chị. Hơn ký xíu được không anh chơi? Hả? Hơn ký xíu được không? Được. Một ký thái, một ký ri, chị khách mua. Rồi. Chị gái là mềm. Hai
bỏ qua Thái luôn hả? Mấy con bò của B đó nó không được anh ơi. Bò của B không được à? Trời ơi, đau lòng dữ vậy. Thôi vậy lấy em sao? Lấy cái miền tay. Wow, trái ri khổng lồ. Chạy cửa tránh nó đi. Cái này mấy ký dụng? Tăng ký dụng. Dạ, chắc phải 5 ký mấy á. Trời ơi. 6 ký, 58 không? Trái sầu riêng ri 6. 6 ký khổng lồ. Thử đi con, cái nào không trái con lấy thôi. Nếu nó ngon hay không. Vậy gì ta? Gì ta? Trời ơi, trái thứ hai nè. Trời ơi. Đây là thấy ngon rồi đúng không? Ngon rồi. Ô ô ô ô ô. Ô. Ô ô, nó muốn qua bên đó mà. Dữ vậy, hát kiếm đi. Như là bữa con thấy ngon. Hôm nay thấy bà chủ bà buồn quá trời, bà buồn luôn. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Ngoài trời thì trời mưa. Mà bữa nay bà đổ một lô hàng, đổ mấy chục triệu. Bởi vậy mấy sự yên lời lắm chị. Ai cũng nói mấy sự yên lời á, tải giá như vậy luôn. Tải không lời á. Nãy mới cái đóng đũa mấy chục triệu kìa nè chị. Kìa, nè. Rồi, okay. Còn nguyên cả trăm ký á. Đó cho đủ ký á chị. Hay vậy, để cho muối kia lên luôn. Rồi 400. Rồi 400 luôn. Rồi tay luôn. Miền Tây luôn. Đây là 130.000 ký. Miền Đông là 101. Nói chung còn tái này có nhiều lấy nhiều mà chị gái. Miền Tây là miền Tây là sao riêng nghịch mùa. Cơm nhiêu? Còn 360 chị. Từ nãy là 300 301 là cơm cơm của miền Đông á. Vậy cái này bằng cái Thái luôn. Đúng rồi, nó bằng cơm Thái. Cái này nó khác cái màu à, chứ nó khác gì đâu, cái màu đậm hơn thôi. Rồi thử luôn chị. Chị vô chữ đi chị. Rồi ai thử cũng được. Ok anh. Đúng. Ủa là nó không khác miền Đông cái gì hả? Đó, khác cái màu đó. Đó nó chỉ khác cái màu thôi. Cái màu mắc 30.000 đó. Cái này em bơm màu nó hơi nhiều quá, đậm hơn xíu. Bà chủ có cười nhưng mà bà cười không ra lời luôn. Hết lên rồi. À, bữa nay làm gì mà cười không nổi vậy bà chủ? À, trúc. Gà mất củ gạo. Hôm nay mất củ gạo hả? Này trúc mất củ gạo. À, cái đống sầu riêng mà đầu video em quay cho ông bà cô chú chị và các bạn xem á. Mấy 30 triệu, mấy trăm ký. 3 tháng tiền lương của em á. 3 tháng tiền lương của Dũng á. 6 tháng tiền lương của cuộc sống Sài Gòn TV á. Rửa cái cơm. Rửa cái cơm hả? Cúi rửa cái cơm kìa. Trái Thái là bó tay luôn đó hả? Vậy là lua Thái là đi Đức luôn á hả? Đi à? Hả? Đi theo ông hả bà? Đi theo ông theo bà luôn hả? Ừ, đi béo. Lên trái. Khô dẻo anh trai. Rồi, khô dẻo anh. Tức
chứ không có khô queo, tại thứ sáu khô queo là không ăn không có mùi vị gì đâu. Okay. Nó không ngọt. Này nhiêu vậy? Dạ trái thì 101, cơm thì 301 anh. À, lấy trái hơn. Cái cơm đây trở lại, trái rõ dày lắm. Rõ dày lắm. Đúng rồi. Đó là phim chân thành. Có camera luôn. Cái này mới hả? Để lấy cơm thôi. Hả? Có cơm. Cơm mắm khô trong tái chứ không phải là có sẵn đâu. Mấy cô chú anh chị vô có tưởng đâu là lấy cơm là có sẵn, không có. Quán khô trong tái đàng hoàng. Rồi thử luôn anh chê. Lấy luôn anh. Đó, thử thì lấy theo anh. Công đều xa xôi mưa gió nữa. Ngon lành không ta? Công. Tại giờ tháng mưa á, sầu riêng nó hay bị đổ á, có gì thì em mưa sẽ giải quyết con đây á. Công. Lấy rồi. Có giấy làm đây người ta. Đúng rồi anh, cái số tài khoản á. Căng lên thì nó lại 5 rồi 328 anh chơi. 328.000. Nạp vô mấy tăng nữa hết mấy cái bàn kim này về rồi. Về hả? Thấy chầu chín kia hả? Dạ, nay đủ chi tiêu rồi. Nay đủ chi tiêu hả? 728. Ô, lấy cái cơm gì đó lạ. Hả? Lấy cái cơm gì đó. Rồi, cảm ơn nha. Bán người riêng mà chỗ kia quá, bán hết tiền cho anh bắt con nhau lại. Hả? Chỗ hết tiền nếu mà cho anh bắp không sao? Đâu bắp của ông YouTube có chứ. Bà chủ có cho ai khác chứ, bắp của ông YouTube. Chế đi làm giấy ông bà cô chú quen bên cứng này. Vậy là bắp của anh YouTube à? Ừ. Em tưởng nào bà chủ chứ. Bà chủ có cho anh tôm hùm được không mà. Ô nửa ký gì đó Dũng, nửa ký khui nửa ký gì đó Trúc mới nói á. Một ký cơm cho anh chị. Ký cơm là cơm mà mắc quá không? Dạ. Cơm ngoài kia nó bán có 12.000 ký à. Cơm là tới 300 món luôn. À, em tưởng đâu anh nói. Rồi. Anh nói cơm cho viên 12.000 ký anh chỉ rồi mà em cái. Lại cái chuyện nhạy cảm nữa rồi. Thử anh chị ơi. Nó bị hư bên hông rồi. Nó cháy muối anh. Anh lấy cơm mà lo vậy, cái nào lấy được em lấy thôi. Thử em cho em chơi vợ anh. Dạ. Cái đó thử á. Ở trong nó hơi sượng mà. Không được anh, em cắt nãy trúng cái hộp á, anh ăn trúng cái hộp nè. Nấu là phải có nha, không phải nó bậy nè, đây, cắt trúng hộp nè. Dạ, trái 101, cơm 301 quá chị. Hả? Trái là 101, cơm 301. Ủa, ừ. Ừ.
trái muối á, cơm ráo á. Sầu riêng trái muối là bình thường. Dạ, dạ cô. Dạ cô chào xíu nha cô. Cô gần đây không? Quận 1 à? Dạ. Cô khách từ quận 1. Cô coi Facebook hay là YouTube hay là TikTok? Có biết xài điện thoại là tôi lướt lên cái này là tôi coi. Nhưng mà xài cái gì chứ? Mình xài gì chứ không mình coi này bán xài gì? Coi này là xài điện thoại. Điện thoại hả? Trái muối à. Zalo hả? Dạ. Không có làm sao. Dạ. Dạ. Hy vọng. Hy vọng à? Kéo. Trời ơi. Dạ. Má ơi. Dạ, ngày nào con cũng ghé nha. Thôi giờ xin con dữ vậy trời. Khoan, em ngày nào em cũng ghé, còn sống Sài Gòn TV. Muốn như thầy phải không? Dạ. Muốn như thầy Thích Minh Tuệ, con dạ. Không? Dạ. Đây có thầy Thích Minh Dũng đây. Dạ, em là thầy Thích Minh Dũng. Cái em 1 ký, em 1 trái, cơm. À, em ok cơm, chưa ạ? Cơm 300 mấy à? Dạ, 301 con. Cơm là 301. Mấy cái to là trứng cây nè, trứng cây nó bị trái muối. Cái này vỏ. Dạ. Sao ăn mấy cái rớt cái gì nó nghe nó không ngọt ta. Thêm mấy cái lẩu ở trên ta. Rồi, ok, được chưa? Ok, 1 ký. Sao ai cũng bỏ tôi mà đi hết rồi ta. Nè. Thêm miếng nó đi hả? Chưa đủ. Cho lố một tí đi à. Thêm luôn. Dạ. Ok, ok. Đây nó luôn đi rồi. Rồi. Ok chưa? Rồi 370 anh chị ơi. Đưa 370 luôn. Dạ được luôn anh. Nhỏ mà. Bán phải dễ dãi vậy chứ. Dạ. Rồi cho em gửi luôn cho anh. À, con lấy 1 ký cơm nữa không cô? Tô 1 ký cơm. Ủa, rồi. Chị đã đủ rồi nha, anh không có thiếu nha. Sao đi cơm ráo. Cơm ráo cho. Cho chị nha. Trời ơi. Những trái ri khổng lồ. Trái muối nữa. Trái muối hả? Đau lòng quá đi thôi. Sầu riêng thì bỏ ở bên ngoài. Ui, những trái to thì trời ơi, đất ơi. Lô này to dữ vậy ta. Dạ. Trái cây có trái to, trái nhỏ bình thường đó cô. Chủ yếu nó ngon, ngọt, béo cho cô. Được rồi, cô mua cân ký mà thôi vậy đó. Hư hao con lỗ, cô có lỗ đâu. Tại con đâu bán cho cô được đâu mà. Cái bự này nhầm tái cơm nó đỉnh lắm nha. Đỉnh, đỉnh. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Nghe đỉnh, đỉnh. Tôi hỏi cái con nói là cách đúng không? Ok. Ok. Trời ơi, nghe. Nghe chị nói ok xong á nó. Tả. Tả liền. Nhưng mà được có trái muối nè. Giờ lạc qua nó trái bên đây không trái luôn á. Đạt tiền nè Đạt ơi. Bấm trái. Rồi, không trái, trái này ngon á. Rồi mày lấy nửa ký cơm gì đó rồi sao em buông vậy? Đó, nửa ký cơm đây nữa nè Đạt. Cái đó trái cái miếng nè. Đủ nè. Chưa căng rồi căng lại nè. Hết luôn con. 1 ký đó. Tàu quân 1 qua rồi lấy 2 ký đi. Mưa gió quá, con cháu cảm ơn gì đâu mà.
mày kêu chị nó khác chứ mày kêu cô xong là khác rồi. Anh là kêu chị với em rồi kêu cô chứ còn gì nữa. Em mới 30 tuổi rồi, anh nửa đời rồi. Em có 40 tuổi à. Không có 30 tuổi à. Coi để ông kia còn 30 tuổi thì kêu được. Chát từ ba mấy 40 rồi. Đó. Rồi lấy cái gửi cho con. Trời ơi. Nói chồng lấy hết trái này đi. Ok không? Ok. Ok luôn. Biết trái muối rồi. Rồi bỏ lại. Bỏ lại đi chứ đi. Bỏ lại chứ. Nghe Dũng không? Nghe Dũng bán không? Ông bà cô chú. Cái này ngọt không? Ngọt anh. Rồi tái sườn riêng được chắc hai muối đó quá. Ừ. Ủa sao em không ai cái kia vậy? Dạ không còn muối đâu con. Rồi xong luôn. Xong luôn. Được muối đó. Được muối nhỏ rồi. Tính tới tính lùi tính lấy ký gửi mà đã đời hạnh không cộng không được ký đó chứ báo quá chứ. Em tính lấy hết. Ép nhưng mà ép không được. Rồi 330 cô ơi. Có 330. Ký lô à. Ký 70 gram. Vậy là lấy đúng có 1 ký à, đâu vượt quá được đâu. Không quá được. Nữa không? Hàng nữa đi. Hàng nữa cuối. Một hàng nữa. Ký một hàng nữa nha. Đấy coi chị khác. Chị chị Khánh rất là ok vui vẻ nữa. Hay quá cô. Chị thử mà chị kêu ok. Trời ơi, đã liền. Con cái là con ép con ấy hết luôn á. Rồi. Lấy có sao đâu. Vui mà. Dạ. Có gì đâu. Con cái. Giá cho đựng trái muối nha, tôi nghĩ ông ta. Dạ. Cái vỏ dày là nó hai trái muối con. Mới vừa bỏ 200 mấy ký. Tỷ gì? Nó bị cái tủ lạnh này nó bị hư á. Nó bị hư ở trong á, không để ý. Mấy chục triệu liền. Thôi, hôm nay chị ăn sầu riêng chị mua về trái trái nó giống như bị mắc nước vậy trời. Nó cái mùa này mùa năm nay nó gãy hả chị? À, chị mua ở đâu chị cũng thấy vậy à? Ờ đúng rồi. Dạ. Thằng em nó mua về á. Nó mùa năm nay á thấy sầu riêng nó bị gì á? Nói chung là thời tiết anh. Thời tiết hả? Mặn với mưa gió nó bất thường á. Ờ cái năm nay là thấy sầu riêng nó bị gì á? Ok. Dạ thôi em xin kết thúc video luôn nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bây giờ là lên bánh xèo nhí. Dạ. Trái vậy đây. Rồi. Ờ trái vậy đó. Mày chịu thua không? Ôm trái sầu riêng mà. Ôm trái sầu riêng mà nổ lòng kìa. Anh ăn sầu riêng không á, anh chủ quán. Không, ngon lắm chứ không phải dở đâu. Dạ, cảm ơn chị nha. Trời muối quá trời, đau đầu. Bà chủ ơi, cháu ơi. Dạ. Dạ, trời ơi, 2 ngàn. Tối với cô tiền của mình mà.